Hôm qua đó đâu cô? Chỗ chạy đâu Mỹ xuống. Xuống qua ngọn bển đi xuống á. Ở bển không biết là giờ ghì không biết thì có chắc làm đám mà chắc. Đám chôn rồi. Chôn rồi luôn. Hồi nào cô? Hôm qua cô đi là rất sáng cũng chắc. Chừng lát cô về là chôn tiêu rồi, bữa nay là đang làm mãi hết đó. À chôn chứ không có thiêu, có thiêu ha. Có cái đất vườn, cha mẹ đầy đủ cái mẹ. Dạ. Có mẹ với có bà con dòng họ cô nó gì đó. Dạ. Chào quý vị và các bạn. Vừa qua, tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ vừa xảy ra một vụ nghiêm trọng của cặp đôi vợ chồng, người vợ 33 tuổi, người chồng 37 tuổi. Hai vợ chồng chấp nói với nhau. Trước kia thì người vợ có mang cái căn bệnh là trầm cảm, một thời gian cũng đã chữa trị hết bệnh. Sau này người vợ hết bệnh, về nhà là công việc làm hàng ngày là mai giá. Vào ngày 21 tháng 10 năm 2024 khoảng 5 giờ chiều thì người cha có liên hệ điện để mà gặp nói chuyện với người con, nhưng liên lạc không được, cho nên là người cha rất là bối rối và đến nơi của hai vợ chồng thuê căn nhà ở riêng để mà gõ cửa tìm con mình, thì ngỡ ngàng thay người con của mình và người chồng sắp lốt với nhau trong nhà và ra đi bằng một vết cắt trên người, trên cổ. Thì hai vợ chồng cùng ra đi một lúc luôn quý vị. Dạ. Không biết câu chuyện như thế nào thì do được biết người hàng xóm chia sẻ lại là hai vợ chồng này chung sống với nhau, là chắc nói với nhau người vợ đã có một đời chồng và một đứa con trai, còn người chồng sau này thì mới chắc nói thôi. Thì không biết xảy ra mâu thuẫn như thế nào hai vợ chồng cùng ra đi trong một căn nhà thuê. Địa phương nói là hai vợ chồng này không nghe cãi cự xích mích gì hết, hai vợ chồng này khép kín, mà không biết lý do sao hai vợ chồng này lại ra đi bí ẩn trong cái căn nhà thuê của người ta đó. Thì đây là hiện trường, cái ngày diễn biến ra lúc 5 giờ chiều đó quý vị khán giả, thì tối đến là bà con bu nghẹt luôn. Thì mời quý vị khán giả xem qua hiện trường này ha. À, đó, rất là đông bà con đến để mà tận nơi để mà chứng kiến hiện trường. Nơi đây thì hiện giờ cơ quan chức năng cũng đang làm việc tại hiện trường ha quý vị khán giả. Bà con thì đông nghẹt luôn. Theo nguồn tin được biết thì cặp đôi vợ chồng này trước kia là tiền sử của người vợ có mang căn bệnh trầm cảm, nó được gia đình đưa đi điều trị cũng trên dưới là khoảng 100 triệu đó quý vị khán giả. Sau này người vợ về tỉnh táo hơn trước kia và cũng như là sửa sạn lên rất là đẹp gái luôn quý vị khán giả. Thì không biết do mâu thuẫn gì giữa hai vợ chồng mà xảy ra mâu thuẫn trong một căn nhà thuê như vậy. Thì theo được thông tin nghi vấn, đây là chuyện mâu thuẫn gia đình và mâu thuẫn trong chuyện tình cảm vợ chồng, cho nên là có những cái tình huống xảy ra như vậy, hai vợ chồng ra đi trong một cái căn nhà thuê luôn, vết cắt rất là sâu. Người cha đến gõ cửa không mở cửa, cửa đã khóa trái rồi quý vị khán giả, rồi mới nhờ người thanh niên hàng xóm lại phụ cậy cửa ra, thì thấy hai vợ chồng nằm la liệt ở trên nền nhà, rất là nhiều vật vụn lung tung xáo trộn lên. Người chồng thì nằm dưới cạnh phía dưới của thân của vợ luôn. Đây có lẽ là một mâu thuẫn giữa gia đình, cho nên là người chồng xuống tay với vợ và tự xuống tay với mình luôn. Cho nên là khi xảy ra sự việc không biết hiểu lý do gì hết, chỉ biết rằng hai vợ chồng nằm sắp lốp với nhau trong một căn nhà tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, thành phố Vĩnh Long hả quý vị. Đó. Thì sau đây mời quý vị xem tiếp những tình tiết diễn ra nhé. Hiện tại thì cơ quan chức năng người chị xuống cái anh này thì có
Út ha. À, sáng Út. Dạ. Đúng rồi. Quá giờ đông chị. Đó, tại vì vậy không? Quá đông chị. Vâng, khi mà sự việc đã diễn ra và phát hiện được thì người chồng cũng được đưa về bên chồng để mà làm lễ tang lễ ha. Còn người vợ thì cũng đưa về bên vợ, không có làm chung với nhau. Bên vợ thì gia đình bên vợ chỉ có một đứa con gái thôi. Đó, cho nên là gia đình rất là thương chị này. Do ở đây thì mọi người chỉ biết sơ bộ sự việc hơn người thôi ha, chứ còn sự việc ở trong đó thì nguyên nhân như thế nào thì... Nguồn tin từ hàng xóm chia sẻ lại nói là không có nghe tiếng động, không nghe cự cãi gì hết quý vị nhỉ? Đây thì phát hiện thì báo thôi, chứ cũng chưa biết sự việc diễn ra thế nào luôn. Mình cứ theo dõi diễn biến câu chuyện ha. Do hiện tại đây cũng tối anh chị, cho nên nó cũng không được chắc nét. Vâng, khi phát hiện chính xác là những cái vết cắt, những cái vết thương là nó đã bị khô rồi quý vị nhá. Đây quá trời đông rồi chị. Hiện tại thì pháp y đường là xuống rồi đó. Vâng, thưa quý vị khán giả, thì quý vị khán giả đã xem qua nội dung câu chuyện của cặp đôi vợ chồng tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Thì thưa quý vị khán giả, đây cũng là một câu chuyện liên quan đến tình cảm gia đình, cũng như là về những cái chuyện mà mâu thuẫn trong gia đình mới xảy ra cái cớ sự như vậy. Ở đây là một vụ việc rất là thương tâm cho một hoàn cảnh ha. Đau thương nhất là người lớn, ba mẹ. Thì đây là chỉ là một người con một thôi. Xảy ra sự việc này thì rất đau lòng mẹ. Khi chúng em lại tác nghiệp để mà ghi hình tìm hiểu câu chuyện thì gia đình không chia sẻ nghe quý vị. Gia đình không chia sẻ. Chúng em chỉ nắm được cái nguồn tin và những cái lời chia sẻ của những người hàng xóm mà thôi. Để mình cập nhật thông tin nha. Vâng, thì ngày hôm nay chúng em quay lại tiếp tục cập nhật câu chuyện để cho nó rõ ràng câu chuyện như thế nào. Nhiều khi những khán giả thắc mắc vào những cái phần bình luận là câu chuyện không rõ ràng, thì chúng em hôm nay đến tận nơi hiện trường thì đã phát hiện gia đình bên gái đang thu dọn nhà cửa cũng như là quét dọn và vệ sinh tất tần tật cái căn nhà xảy ra đang làm luôn. Thì mời quý vị và xem qua cái clip này, là cái clip mà chúng em đến cập nhật tiếp cái câu chuyện của hai vợ chồng đang thu dọn quét nhà, quét cửa làm cho nó sạch sẽ, nên trả lại cho chủ người ta. Mời quý vị xem nhé. Đó thì bên đó bữa nay cha của người phụ nữ dọn dẹp đồ của chú anh chị. Hôm qua đó đâu cô? Chỗ chạy ra Mỹ xuống. Xuống qua mở mở đi xuống á. Ở bển không biết là giờ ghì không biết thì có chắc làm đám mà chắc. Đám chôn rồi. Chôn rồi luôn. Hồi nào cô? Hôm qua cô đi là rất sáng thì cũng chắc. Chuyện lá cô về là chôn thiêu rồi, bữa nay là đang làm mãi nữa đó. À chôn chứ không có thiêu nha. Dạ. Chắc gia đình cũng khá không cô? Gia đình giàu à. Vậy hả? Rồi cô ở gần đó không? Không, ở Long Mỹ, cô ở đây là chỗ cái cà thanh liêm này, cô đi bán vô tổng. Cô đi bán vô tổng ha. Tổng vậy là cũng chôn ngày hôm qua luôn. Hôm qua luôn. Rồi người vợ không biết chôn hồi nào hết. Vợ thiêu, nhỏ em
À đi thiêu. À, rồi thiêu hả cô? Thiêu hồi nào cô? Cũng ngày hôm qua là coi như là hai vợ chồng. Dạ, hai vợ chồng là thiêu, người chôn người thiêu là cùng một ngày hôm qua luôn. Quá trời luôn, không biết mà sao mà nghe nói là hai chồng hạnh phúc lắm. Không có nghe cãi cự gì, đụng cái gì vậy. Không có biết đâu, nghe đâu. Thì bác mới vừa nghe giật mình thôi. Nghe cho cũng hết hồn hả? Hết hồn, đâu biết đâu. Chấn động luôn. Nói gì ghê quá rồi. Mà vợ thì ăn rồi tối ngày ở nhà, mai chứ đâu đi đâu đâu. Dạ, mai ở nhà đó. Mà hồ vợ đẹp lắm. Ai cũng khen đẹp, trắng tẻo đẹp lắm. Chồng thì hiền. Thôi chồng hiền lắm. Rồi vậy là hôm qua hai vợ chồng đi còn một ngày, không biết là có gặp lại không. Thì cô chú anh chị ơi, bữa nay là ngày 24 tháng 10. Sự việc xảy ra là ngày 21 tháng 10. Là hai vợ chồng coi như là cô chú ở xóm nói là không có cãi cự, hai chồng rất là thương yêu với nhau. Mà đùng cái là không biết sự việc gì mà người chồng xử người vợ ra đi rồi tự xử mình luôn. Mà xử người vợ trước là dùng không khí là coi như là đưa vô trong người là ngay tân người cổ, là nói chung là nó mở ra một phút luôn á. Thì YouTube có né cái từ em không có nói rõ hết cô chú anh chị, coi như là cỡ gan luôn á cô chú anh chị, thì tự xử mình luôn. Thì sự việc nói chung là quá đau thương luôn á, nhưng cũng chấn động ở đây luôn. Ở đây kia bằng cái gì vậy chị? Ở đây là xã Thanh Đức hả chị? Xã Thanh Đức, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Thì hôm nay em cũng lại em cập nhật lại. Thì bên người phụ nữ là ngày hôm nay dọn những cái đồ vật dụng của chị về. Coi như là chị thuê cái như ngoài này để chị mai. Ngày chị là ngày mai. Nhưng hồi trước thì nói chung là chị cũng bệnh giống như là trầm cảm hay gì đó, thì nghe người dân chia sẻ nói rồi kiểu như ít sửa sạn á, nó cũng hơi làng èn chút xíu. Thời gian sau này chị bệnh hết rồi chị mới sửa sạn một chút lên, thì sửa sạn lên thì nó sẽ khác hơn cái người mà lúc chưa sửa sạn á cô chú anh chị, sẽ đẹp đẽ tắn tẻ hơn. Thì ai cũng khen hết á, mà không phải là có phải là chị sửa sẵn lên rồi anh chồng mày ảnh quá thương, ảnh suy nghĩ như thế nào đó hay gì á, thì chuyện đó là chuyện của gia đình của anh với chị, thì mình không biết thì mình không nói, mình nói chuyện trước mắt thôi. Đó, giờ hai vợ chồng cùng ra đi hết rồi, nó bỏ lại người con. Khổ là khổ cho thứ nhất là cha mẹ còn ở lại với người con mà không biết con trai hay con gái nữa. Con trai hay con gái hả chị? Giờ coi như là cha mẹ ở lại nuôi đứa con của chị. Chứ bây giờ mẹ với cha ra đi rồi thì bên ngoại nuôi. Bên cha thì cũng không, chưa biết là em không có hỏi là bên cha ở đâu hết á. Giờ đang dọn đồ. Cái hiện trường hôm xảy ra vụ án là tới nay là người nhà mới ra dọn. Thì chở lần lần về, nãy giờ cũng chở mấy xe lôi rồi đó. Bên người phụ nữ xuống lấy đồ. Ở trong nhà, tôi quay đá mà không có tôi quay. Mà chắc bên nhà gái á. Chị đó quá không chị, còn trẻ quá trời luôn. Ủa vậy đó hả chị? Con nghiệp quá trời luôn, cô đẹp gái lắm hả chị?
chồng ghen là khổ. Giờ bên cha với anh rồi qua dọn dẹp chứ gì. Con đơn gái gì nhất? Bên gia đình dọn dẹp anh em con đứa con gái gì nhất rồi. Thì đưa đi quả tán ngày hôm qua, đưa đi quả tiêu ngày hôm qua, quả tán ngày hôm qua không biết đưa đi ở đâu. Không mấy nào, thường thường nghe lên xe đét thôi gì ạ. Đồ đạc cũng nhóc hết trơn, rủ tủ nào tủ lạnh nè, rồi máy giặt nè, đồ của bên người phụ nữ đó. Nhà này là chỉ thuê thôi. Đó là cái ngôi nhà, cái hoạt hình của em là cái nơi cái hiện trường vụ án xảy ra luôn với cô chú anh chị. Đó, tại đây nè, hôm nay mới mở cửa nhà. Đó, đang chia xe lại, xếp đồ lên xe để trở về. Cái gì cô chú anh chị ơi, cái nơi đây là cái nơi mà cái hiện trường xảy ra ngày 21 tháng 10 mà hai vợ chồng ha, là ra đi. Coi như là người chồng ha, là xử người vợ rồi tự xử mình luôn. Coi như là xử là ngay từng cái dùng công khí á, ngay cái cần cổ á, mà hở ra cả gan tay luôn á. Cô chú anh chị thì em né từ YouTube em sợ á, em chỉ nói vậy là cô chú anh chị thông cảm cho em nhé. Thì đây là bây giờ là bên người nhà của người phụ nữ á, đang dọn dẹp những cái món đồ mà người phụ nữ chị đã mai đồ vật dụng, chị ở đây chị mai đồ hồi đó giờ chị sinh sống cái ngày mai đó. Mà cái lúc trước á, thì chị có bệnh á, tầm cảm thì chị không có sửa sạn ấy, nên là thời gian sau này gia đình cũng có lo bệnh chị, rồi chị hết bệnh rồi chị coi như là sửa sạn trắng trẻo đẹp đẽ ra. Rồi từ cái đó không biết là người chồng có ghen hay không thì xảy ra sự vụ như vậy. Nhưng mà cô bác ở xóm ở đây á, nói á, là ai cũng thương chị hết á, hiền, vợ chồng hiền, sống rất là hiền, người chồng cũng hiền nữa. Đó, có không có cãi cự, không có gì hết trơn luôn á. Mà không biết đùng một cái là coi như là người cha của chị đó là điện con gái của mình không được, cho nên á mới kêu một người ở xóm gần đây nè, mới qua coi với cha của chị đó, chạy qua coi thì điện không được, chạy qua thì thấy cửa khóa ở bên trong, cho nên là nhờ người á nại cái cửa ra. Thì nại cửa ra thì thấy người chồng nằm ở dưới chân của người vợ luôn, nằm ngay bắp đùi của người vợ. Người vợ nằm ở trên mà coi như là máu me đặng đều luôn, coi như là lên đám luôn. Cô chú anh chị có hiện trường và hỗn loạn như vậy. Bữa em lại em quay cập nhật á, thì máu me vẫn còn, chưa có dọn rửa. Thì ngày hôm nay là người nhà của chị đến đây để dọn rửa, rồi dựng chuyển ba cái đồ chị về, tủ lạnh, máy giặt, rồi đồ mằn máy may, rồi sáng giờ cũng chở được 3-4 xe ba gác rồi, và giờ cũng chưa xong, cũng còn một ít đồ nữa. Thì giờ này gia đình của chị nghỉ trưa, không có chở nữa, rất là chiều chở tiếp, đặng đưa những món đồ này về, cái nào xài được thì xài, không xài được thì bỏ đi, đốt bỏ đi theo cho chị. Thì chị đi ngày hôm qua đi coi như là ăn táng chị á, ngày hôm qua hình như là đi khi chị. Còn người chồng á thì cũng chôn ngày hôm qua luôn, nhưng mà chôn ở đất nhà ở trong kia, nói chung là hai bên nào cũng khá hết á. Còn chị gái, bên chị gái này á thì chị cũng khá, mà đứa con duy nhất là đứa con gái, con một luôn đó cô chú anh chị, chỉ có một người con gái duy nhất thôi. Hồi trước á thì chị cũng có một đời gia đình, cũng một đời chồng rồi, nhưng mà
trong chuyện hôn nhân á thì không có tiếng nói chung, cho nên là lỡ dở rồi chị mới chia tay. Thì chị mới gặp cái anh chồng sau này nè, cũng hai người cũng tâm đầu ý hợp, cũng sống chung được 7 năm nhưng mà chưa có con chung. Thì chị gia đình trước là chồng trước đó, chị cũng có một đứa con con nhưng mà không biết là con trai hay con gái. Đó là là mẹ của chị á, là nuôi đứa con đó. Rồi chị với cái anh này nè mới ở sau được 7 năm nhưng mà chưa có con. Thì dự định năm nay là sẽ có đứa con. Cũng khoe cô như là chị em ở sớm á, cũng khoe nói là năm nay sẽ để đứa con. Đó là vợ chồng rất hạnh phúc mà không biết gì cái mâu thuẫn gì mà để xảy ra cái câu chuyện như thế này cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị ơi, khổ là khổ cho ai, coi như là chị đi rồi á, khổ là khổ cho cha mẹ mình còn ở lại nhớ thương con, mang nặng khẽ đau 9 tháng 10 ngày. Để chị giá từ được 33 tuổi, còn người chồng thì 37 tuổi, người nào cũng còn tuổi rất là nhỏ luôn. Vợ chồng á, có chuyện gì thì từ từ mà coi như là nói chuyện với nhau, vợ chồng giải quyết với nhau và đừng xảy ra chuyện như thế này rồi khổ lại cho đứa con của mình đó. Giờ người con á thì mất mẹ, còn mẹ của mình lại mất con gái đó, cô chú thấy anh chị thấy khổ không? Có mấy con gà cô chú anh chị ở sớm á, qua mà ăn những cái vết máu còn đọng cục cục lại đó. Đó, qua ăn những cái vết đó là nón của chị nè, bàn thờ ông địa rồi đổ ghế rồi sọt đựng đồ rồi nhà giấy chùa đồ bỏ trong cái bao. Đó thì cô chú anh chị, sự việc của chị nó xảy ra như vậy, nhưng mà cái mâu thuẫn thì nói chung là chỉ hai vợ chồng chị biết thôi. Là cô chú ở sớm, cô bác ở sớm không có ai nghe mà vợ chồng bị cãi cự mà xảy ra chuyện gì hết á, mà đùng một cái thì xảy ra chuyện này. Coi như là người cha phát hiện chuyện con mình không được thì cha thì coi như là máu đồ khô hết rồi, đóng cục khô hết rồi. Coi như chồng nằm gần với mình, vợ nằm trên cái bắp đùi của vợ á, coi như cũng khô, không biết là ra tay hồi nào mình cũng không biết đó. Nhưng mà trước đó đó là người chồng ra tay, biết là người chồng ra tay với vợ, tại vì vợ là không thể nào mà coi như là quyên sinh hết á. Là cô chú ở sớm nói vậy, chỉ là người chồng ra tay thôi. Sợ nhiều khi á chị này á, chị hồi nào giờ không có sửa soạn á, giờ chị sửa soạn lên á, rồi chị xinh đẹp đi, rồi không biết người chồng có ghen tuông gì không, tới đó thì mình không biết đó. Rồi xảy ra cái chuyện mâu thuẫn như vậy. Cũng cái vụ mà ngày 21 tháng 10 luôn đó cô chú anh chị, cái vụ mà cũng ở Vĩnh Long này luôn, cũng chung một ngày đó luôn. Thì em cũng có đi quay, em cũng có đăng lên là kênh Phúc 24 giờ á, là cũng bạn nhậu với nhau, anh em ở sớm á, cũng nhậu chung. Thời gian nhậu chung cũng rất là lâu, coi như là cũng cả một năm mấy á. Rồi tới lui nói chung là cái anh như là trai mặt trai tái vậy đó, hai người rất là thân với nhau. Coi như là anh này, ông này không tới thì ông kia chạy lại rước, ông kia không tới ông nội chạy lại rước. Thì giữa mấy anh em rất là thân với nhau, mà bạn nhậu nữa không biết mà cô chú biết chỉ là một cái đầu con ấy thôi. Coi như là chú Minh đó, là chủ nhà, coi như Nguyễn Hoàng Minh là Minh Đen đó, là chủ nhà. Là rước cái chú 69 tuổi này nè, chú Minh là 52, còn chú 69 tuổi lại nhà nhậu. Chú 69 tuổi có mang cái con cá lóc là nhậu rồi, còn lại là cái đầu con cá lóc. Chú 52 tuổi là chú Minh mới dắt cái đầu con cá lóc đi, trong khi đó là ba ông nhậu dắt cái đầu con cá lóc bỏ qua cho cái chú 69 tuổi này nè. Chú không ăn, chú lại vứt bỏ cái đầu con cá lóc đi. Rồi chú Minh Đen á, là chú 52 tuổi là chú ở nhà, là cái người hung thủ á, là mới tức quá mới đuổi
đuổi cái ông ở ngồi chung nhậu, coi như là ba ông, ông A, ông B, ông C, đuổi cái ông A đuổi ông C về đi, còn lại ông B với ông A. Cho nên là xong rồi chú Minh với tại sao tao để cái đầu con cá lóc trời cho mày nhậu, mày ăn mà mày không ăn thì mày để lại sao mày lại quất bỏ cho chó ăn. Ông này không biết trả lời sao á, hay quất ông này mấy cái, đốt đốt ông này tóc chạy chạy xong rồi á, mí tay là cho ông này ngất xỉu lên lo ra ngoài, coi như là lấy tàu chuối chí mò cao, tàu mò cao đó cô chú anh chị, đốt chú 69 tuổi này nè, coi như là y hệt như con heo quay luôn á cô chú anh chị. Đó thì cũng là nhậu rồi chỉ vì một cái đầu con cá lóc thôi mà lại là ra đi một người nữa, và trong cái ngày là ngày 21 tháng 10 luôn. Cái vụ đó là khoảng 11 giờ trưa, còn cái vụ phát hiện của hai vợ chồng anh chị này thì tới 4 giờ chiều người cha ra mới phát hiện, là tại vì người cha điện không có được cho nên là mới chạy ra coi con của mình á, tại sao điện không được, mới chạy ra kêu một người một anh ở gần đó nữa mới mở cái cửa giùm, tại vì nếu không có nhà là cửa sẽ khóa bên ngoài, còn này là cửa, là cửa phá bên trong nha cô chú anh chị, cửa phá bên trong cho nên là dạng như là có cái linh tính đó, nghi là con mình xảy ra chuyện cho nên là kêu người đẩy cửa ra, thì vừa hé cửa ra thì trời ơi cô chú anh chị ơi, coi như là ở xóm người ta chia sẻ lại là coi như là thấy cái hiện trường thấy khủng khiếp luôn, coi như là hai chân cái từng cổ nó từng cả gan luôn, chứ không phải là ít, khủng khiếp lắm kìa, chứ không phải là ít đâu. Trời ơi, ai thấy cũng là kêu trời. Như là cái ngày đó là ngày 21 tháng 10 khoảng 5-6 giờ tối á, xảy phát hiện ra hồi 4 giờ mà khoảng 5-6 giờ tối á, một phút lộ này cũng khiếp luôn, coi như là nguyên phút lộ này nè cô chú anh chị là cứng luôn, xe chạy qua không được luôn đó. Thì qua ngày hôm sau em có nghe tin, em nhận được cái thông tin thì em chạy lên thì cái hiện trường á là tích chịch luôn, coi như là tích mù luôn, không có không có còn cái chỗ nào mà để tưởng tượng đó, coi như là máu cục 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 tấm lại á cô chú anh chị.